Anh Lân, anh Lân. Anh đây. Wow, trang sức cho răng hả anh? Trời ơi, độc lạ ghê vậy. Nhìn thấy tôi để vô ngay hầm răng vậy, không là răng là cái gì? Hỏi, cũng hỏi nữa. Độc lạ quá à. Đây là bộ rêu. Bộ rêu bằng vàng và kim cương. Mà đây là cái bộ mà anh làm cho đích chính bản thân anh. Vì trước giờ răng anh là để tự nhiên, tuy là nó không đều, tại vì từ nhỏ lúc chưa biết cách để mà cho răng đẹp, nhưng mà anh vẫn nuôi dưỡng hàm răng anh chắc khỏe, hạn chế tối đa về vấn đề mà can thiệp cho răng, nên rất là ngại. Không phải là mình không thể làm đẹp được hơn được, không phải là anh không muốn đẹp hơn nữa, nhưng mà vấn đề là cái sức khỏe và cái chất lượng của răng mình, cái từ cái gốc tự nhiên của mình, nó là tốt nhất, số một nhất. Nên là hình thù răng của anh như thế nào thì anh làm cái bộ rêu này nó như cái răng thế đó. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.